No, no me te capi. Ya. Ué, vamos, vamos, tú, vamos, y pura, vamos, tenta más. Ok, hello, chào các bạn. Petri, chào các bạn. Ok, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Ngày hôm nay anh em mình đang ở trong nhà thờ các bạn ạ. Ngày hôm nay vào đây thì mình muốn tổ chức nấu ăn cho mấy anh em thợ ở trong công trình. Và cái điều đặc biệt nữa là mình một lát nữa mình sẽ đi xuống dưới chỗ khu vực bờ ao của mình đấy. Sẽ đi lấy hai quả bầu về đây các bạn ạ. Mình sẽ nấu món bầu xào tỏi các bạn ạ. Bầu xào tỏi cho mấy anh em ăn, bởi vì thực tế quả bầu thì mình có thể nấu được rất nhiều món, ví dụ như là luộc này, nấu canh này, xào này, các thứ. Đây, ngày hôm nay thì mình có chỗ này mình có chuẩn bị một ít đùi gà các bạn ạ. Một lát nữa thì sẽ nấu cho tất cả mọi người cùng ăn. Còn đây trong này thì có rau củ quả này, rồi là khoai tây, cà chua, đủ thứ hết. Ở trong công trình hiện tại thì ngày hôm nay anh em mình sẽ, mấy ngày hôm nay mưa nhiều quá các bạn ạ, thế cái mái tôn này là bắn phải tầm 4 ngày mới xong. Đó, nó cứ đang bắn thì nó lại mưa các bạn, thế nên là toàn phải nghỉ thôi. Ngày hôm nay thì tranh thủ nắng ráo, mọi người sẽ đi bắn nốt và sẽ đi hàn cái mái tôn ở phía đằng trước cái chòi này này. Đó, cái mái mái vát đây. Sau đó thì cũng sẽ bắn cái tôn đè lên đỉnh luôn. Bây giờ ở trong phía bên trong thì mấy anh em thợ đang đi láng nền các bạn ạ. Chuẩn bị ngày hôm nay sẽ lát nền luôn. Đó, mấy anh em thợ đang đi cán đèn các bạn, cán đèn sau đó thì sẽ lát luôn. Còn phía trên này thì mấy anh em đang đi bắn nốt cái mái tôn các bạn. Đó, cái này thì sẽ đánh cái vữa 1:6 thôi, xong bắt đầu là lấy cái đầm này đầm qua đi, sau đó thì mọi người sẽ đi cán vào, đấy, cán phẳng, sau đó thì sẽ lát nền giống như Việt Nam mình thôi, cũng sẽ làm hồ dầu rồi là láng các bạn. Còn đây là cái mẫu gạch mình mua để lát ở trong nhà thờ các bạn. Đó, một cái mẫu gạch nó giả đá. Ngày hôm nay thì sẽ đi lát nền luôn các bạn, lát bắn tôn xong này, lát nền xong này, cố gắng ngày hôm nay sẽ lát xong luôn. Còn một vấn đề đang phát sinh bây giờ đó là em Rufino với cả Betu cùng với cả một em phụ ở dưới này nữa đang đi xe tải xuống dưới kia lấy cát các bạn ạ. Nhưng mà xe hiện tại đang bị sa lầy. Đó, bây giờ mình sẽ tranh thủ đi xuống đấy xem tình hình xe như thế nào. Sau đó thì sẽ đi xuống bờ ao để lấy bầu về đây để nấu ăn đấy các bạn. Ta tira mai tu đua rồi. Các bạn, đây là cái khu vực bãi cát mà người dân khai thác đây các bạn. Đó, các bạn nhìn phía xa xa kia là những cái đống cát kìa. Đó, chỗ đấy là mọi người khai hoang cát ở đây, lấy cát đấy các bạn, khai thác. Còn đây, xe tải cái cát của anh em mình chở về nhà thờ đây thì
đang bị lún. Cũng may là buổi sáng là vẫn còn cát để cho mấy anh em thợ đang làm. Hiện tại thì sắp hết rồi. Uê, ba một lệ vàn ta à? Toàn rồi. Mà cả mai inu aqui não tem caminho, como é que você entra aqui? Olha, esse caminho já não se utiliza. Agora aqui fugimos lá, aqui já estávamos em casa aí. Agora, eu nas primeiras já passava aqui uma vez. Não, você passa aqui quando o carro leve. Tá vendo? Mesmo pesado, passava já aí. Eu é que criei já esse coisa. Agora hoje não deu certo. Yeah. Porque em todo sítio eu queria colar. Xe lún rồi các bạn ạ. Bây giờ phim A4 rồi. Lún sâu lắm. Ué, agora como? Recua, né? Estamos tentando recuar, mas aí o eixo entrava e colava no chão. Mas agora aqui, essa roda que está com hoje. Ui, giời, gặp này. Miguel ơi. Cuidado, Beto, não cortar no pneu, né? Ah, não vou cortar. Yeah. Rufino, tira a pá, vem aqui um bocado. Aqui. Mete lá areia em cima. Tipo que na taca de óleo misturar um pouco com a água. Tamo. Agora vem, vamos da frente. Ai, fica aí. Vamos empurrar, ué. Nó đã tắt cả vào. Agora é assim, sabe? Essa areia atira uma. Lá mas tá sempre aí no meio, à frente. Tá sentado? Da tua mano chocadinha, tá maleteu por aí. Porque ali sentou. Ah, por isso não vai, sim. Já tem que cavar aí. Apá! À, cái trục cầu nó bị ấy các bạn ạ. Cái trục cầu nó bị chạm vào đất rồi, nó ngồi lên đất rồi, thế nên là bây giờ phải đào thêm mới ra được. Không đào nó không ra được, nó bị kịch vào đấy rồi. Cuidado, Beto, cuidado. Chega, espera. Ah, sim, tá sentado, por isso não tá saindo. Đó, nó cái trục của cái quả dứa đấy các bạn, nó bị ngồi lên đấy rồi, ngồi chạm vào đất rồi. Giờ agora cava a boca. E pura com apa. Espera. Oh, outro lado, esse pneu tá girar. Sim, tá girar porque aqui não saiu. Vai, força. Sempre girar. Pneu tá girar. Ao lado do pneu, ué. Yeah. Aí, a gente vai entrar. Não sei.
Sì, so a va fare di un euro fino. Ya. Mm. Oi tu lado também Beto. So frente do pneu para ele não girar mais. Agora lá já tá bom. Frente tá bom. Aí já tá bom. Isso mesmo esse aí tá bom. Hã? Agora vai. Não, não me dê capi. Já? Ué, vamos, vamos, tudo, vamos empurrar, vamos tentar mais. Tá bom, tá quase. E yeah, esse lado? Aqui, já falar, cavar, não quer. Não, já cavamos. Cavar como se tá colar assim? Não, não tá cavar. Anda bem igual ele. Cavar aí assim, aqui que tá cavar. Tá bom, aí. Tá bom, doca! Espera! Vai! Tá bom! Já foi, já! Đây các bạn, có mỗi cái đoạn nhỏ nhỏ này thôi. Agora, agora passa como? Esse caminho bom, ainda bom. Aqui tá riso. Antes de carregar,
tenho que procurar caminho onde vou passar. Com essa areia ali. Esse tá bom. Hã? Aqui já colou uma vez. Sim, colou outro carro. Agora eu... Ué, tira a pá aqui. Pica aqui, vê. Não. Tá duro. Vou entrar. Onde tem essa terra aí? Bate aqui. Aqui onde tá passando o bolso. Não, aqui anda. Aqui também, aqui tá mal. Não, ali tá mal. Agora, espera. Vamos passar esse lado. Tira esse entulho, aqui, lodo. Tira, mete outro que tá duro, ué. Tira aqui. Vamos passar onde? Aqui mesmo. Tira aqui. Tira lodo lá em cima. Tira esse lodo. Com a pá. Isso. Não, tira lodo. Tira aqui. Isso. Isso vai entrar. Assim não. Vai entrar. Aí. Como? Hã? Aqui tá rígido. Não. Aí passa, mas aqui não passa. É assim. Não. Tira lodo, mete pedra, depois entra. Ele vai passar bem. Você anda com o quê? A silela, vai passar. Agora, cava. Eu tava me pensando assim. Tá vendo, né? Esse vai meter aqui, doca. Mete. Vai, tira a pá. Tira a pedra. Não deixa aí. Tira dois. Tá bom, não. Oi. Agora, dá aquele pedra, vem aqui. Dá dois pedras, mata aqui. Ah, esse lado, outro lado. Para. Bate. Já. Tá bom, agora. Ué, volta já para carregar. Senão chuva vai cair. No fim, não dá por causa do referente. Ah. Tá bom, tá passar bem. Não, ali vai passar, porque tá caro ir pra baixo, tá bom, não tem problema, vai. Ué, carregar, vamos bazar. Tira a katana. Deixa assim, não abri mais. Hã? Tem que se abrir. Abri como se já tem areia, cega. Vamos pôr mesmo assim. Rồi các bạn, xe thoát được cái chỗ lầy này rồi. Nói chung là cũng rất là may, mặc dù là nó lầy ở cái mức độ nó nhẹ thế này thôi. Nhưng mà các bạn biết rồi, cái xe canter này thì nó chỉ sử dụng cầu sau thôi. Đó, thế nên là khi mà cái bánh nó quay thì nó sẽ không có lực đẩy, nó kéo không kéo được các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ xúc nốt cái can này lên, sau đó sẽ di chuyển về bên chỗ công trình các bạn. Thì mắc kẹt đây mấy tiếng đồng hồ rồi, hơi bị lâu rồi. Toàn rồi. Ôi. Ôi.
aqui, pô. Vixe, né? Eu falei, empurra, vai aumentar a força pra ele sair, não quer. Lại lún nữa các bạn ạ. Lại lún bên này. Anh Sa đấy, anh Sa đấy. Apa. Apa quê. Số hết xin lạ đủ. À, aqui tá molhado. Espera. Vê xẻng rồi. Só cavar um bocado aqui em frente, ele vai vazar já. Chỗ này nó xị nước mấy ngày các bạn, đất này nó nhiều nước quá nên là số cà vào boca đuôi ở friend thì số giờ giờ nó đến nào cả tira pau nó precisa. Tá aqui, nós lutar aqui. Você não vem. Sim, saiu aí. Mete a ré agora, tá com a mãe. Ué, tá bom, vamos. Agora vamos cavar primeiro aqui frente. A frente só, Beto. Se tu não é, já vai ficar aí com o jogo. Tu cava com o Ué, não vai descarregar mais a ré, tá vendo? Agora só empurrar. Vamos, levanta. Tem muito homem aqui. Essa hora vai já mesmo. Não vai entrar mais? Nada. Vamos. Vamos pegar todos em conjunto. Vamos para de uma vez. Paulo, levanta. Vai. Três, vai. Vai. Rồi, bây giờ là còn hành trình đi về trên đến chỗ công trình nữa các bạn ạ. Ôi. Vamos descarregar. Ok các bạn, hiện tại anh em mình đã về đến công trình đi rồi. Nói chung là cũng rất là may mắn các bạn khi mà xe nó đã thoát lầy ra rồi. Thì từ sáng giờ tất cả mọi người, anh em ai cũng vất vả cả. Nên bây giờ sẽ để mọi người xúc nốt cái chỗ scat này xuống. Sau đó thì mình sẽ đi tổ chức nấu ăn cho anh em luôn. Đó,